Chào tất cả các bạn, mình là Tiến. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái dòng chó poodle hiện tại mình đang bán tại cửa hàng chăm sóc thú cưng Pet Nha Trang. Thì hôm nay là mình để tới đây thì có một số bé với một số màu, thì mình sẽ giới thiệu qua về các bé cho các bạn coi ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về màu nâu đỏ. Đây các bạn, bé này bé màu nâu đỏ các bạn. Màu nâu đỏ ha. Bên mình bán thì đa số là thường là size tiny và size tiny toy. Đây. Đây màu nâu đỏ các bạn. Đó. Bên bé này thì bé nó có một cái đốm trắng. Thấy không? Điểm như cái điểm nhấn vậy, rất là xinh, và cái yếm màu trắng luôn. Thì bạn nào mà mua bé này thì rất là xinh. Rồi có những bé bên mình có những bé màu nâu đỏ hẳn luôn. Đó. Bé này nè các bạn có thể thấy là mặt rất là xinh nha các bạn. Mặt rất là xinh, mặt bé rất là xinh. Đó. Mặt rất là thần thái luôn các bạn. Rồi đây. Đây tiếp theo là cái gì vậy? Con làm cái gì vậy? Con đặt văn này. Đây. Biết nó đang đu dây á, thôi kệ nó đi. Tiếp theo là một bé màu một bé màu kem. Màu vàng kem các bạn. Đây. Màu vàng kem thì bé này nãy giờ là liếm lát rồi. Rồi cái miệng hơi bẩn một xíu. Bé này màu vàng kem các bạn. Màu vàng kem. Đó. Màu vàng kem. Rồi. Này các bạn. Rồi, cùng bé này là bé màu nâu đỏ lợt. Màu nâu đỏ lợt ánh kim. Nâu đỏ lợt ánh kim nha các bạn. Đó, nâu đỏ lợt ánh kim. À. Rồi đây, chân rất là ngắn. Chân ngắn các bạn, chân ngắn. Đây. Rồi mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn là màu này là màu trắng. Trắng kem. Riêng bé này thì rất là xinh nha các bạn. Đây các bạn nhìn là bé này thì là mũi hồng. Đó, đại ca mũi hồng mắt xanh. Mắt xanh nha các bạn, mắt xanh. Đó, nhìn rất là tây. Mình đã bán những kiểu bé như này ở Nha Trang cũng được mấy bé đó. Khách nào cũng ưng hết, các bạn có thể lướt feedback. Phước feedback và xem là sẽ thấy. Đây. Mặt cưng lắm. Đó. Người da trắng trẻo. Rồi. Đó, mắt xanh, mũi hồng. Nha các bạn, đây. Rồi tiếp theo nữa là các bé màu đen. Có rất nhiều khách bên mình là rất thích các bé màu đen. Bé màu đen mặt rất là xinh. Bé màu đen à, mặt nè các bạn nè. Mặt nhìn rất là bợm trợn luôn. Đây, đây đại ca đây nè. Mặt rất là bợm trợn luôn. Đó. Rất là ngầu à. Mặt rất là ngầu, rất là đại ca. Rồi một cái màu mà hơi hiếm ở Nha Trang, rất là hiếm, cũng không có nhiều con lắm, đó là màu sô cô la. Rồi đây nhai cái gì đây không biết nhai gì. Đó, màu sô cô la nha các bạn. Màu sô cô la bé này cũng vậy, màu sô cô la đây. Rồi đây. Thì có nhiều bạn hỏi, có nhiều bạn chưa nuôi dòng bút đồ lần nào. Thì có nhiều bạn hỏi với mình là anh ơi, liệu bé bút đồ, một bé bút đồ lớn thì nó sẽ như thế nào. Thì hôm nay mình có đem tới một mẫu của một bé bút đồ khi bé trưởng thành. Đây các bạn, đây là bé xù à, đây một bé bút đồ trưởng thành. Đây các bạn à, đó mình sẽ thả cho thử. Đây là bé xù bút đồ màu trắng, thấy không? Khi bé lớn trưởng thành là sẽ như này. Chúng ta có thể là nhuộm tai nè, nhuộm đuôi, nhuộm tay, nhuộm lông. Đó, lông bé như này. Rất là dày và đẹp. Đó, mềm, dày và đẹp. Mặt, mặt rất là xinh. Đây, màu trắng. Đó, rất là xinh. Và đặc biệt á, cái dòng này á, là dòng chó cực kỳ quấn chủ, là cái thứ nhất. Nó là một trong những dòng chó khôn nhất thế giới nha các bạn. Một trong những dòng chó khôn nhất thế giới. Với bên mình bán thì là bảo đảm thuần chủng. Thì bên mình sẽ cam kết cho các bạn là nếu trường hợp mà bé có rụng lông thì bên mình sẽ một đền 10. Nên các bạn cứ yên tâm, khi mà các bạn mua bên mình thì các bạn sẽ có phiếu bảo hành, có giấy sức khỏe. Đây, bên mình khi mà các bạn mua bên mình
thì các bạn đầu tiên sẽ có đó là phiếu sức khỏe. Đây, phiếu sức khỏe là một. Phiếu này sẽ ghi ngày thông tin của bé, ngày rồi những cái lịch sử bé đã tiêm ngừa như thế nào. Là đây là một là phiếu sổ sức khỏe. Thôi. Đó, đại ca quậy à. Cái thứ hai đó là hợp đồng mua bán. Khi các bạn mua, mình sẽ có một cái hợp đồng mua bán thì là có thông tin đủ hết. Và bên mình thì bên mình sẽ có chính sách là bảo hành các bé trong 7 ngày với hai bệnh KD và Bavo. Mình sẽ ghi ở đây thôi các bạn ha. Rồi chế độ hỗ trợ như thế nào thì mình sẽ ghi hết trong đây. Rồi tiếp theo là các bạn, khi các bạn mua bên mình, các bạn sẽ có một cái phiếu, gọi là cái phiếu này là kiến thức cơ bản, kiến thức, tất cả kiến thức mà trong 7 năm nay, năm nay là bước qua năm thứ 7 bên mình chơi cái dòng cháu bút đồ này, là một trong những là người đi đầu trong cái dòng cháu bút đồ này ở Nha Trang. Thì bên mình có tổng hợp tất cả các kiến thức cơ bản, cách nuôi như thế nào, từ cách ăn uống, từ môi trường sống cho bé, rồi cách tắm rửa, rồi các loại dinh dưỡng bổ sung, cách huấn luyện như thế nào, các vấn đề sức khỏe khác, ví dụ như trong trường hợp các bé lâu ngày các bé bị hôi răng miệng thì phải như thế nào, rồi vệ sinh tai phải như thế nào, dưỡng lông thêm phải như thế nào, thì mình có ghi hết ở trong đây nha các bạn. Thì đến hôm nay thì mình có, ngoài cái dòng bút đồ này thì mình sẽ có giới thiệu các bạn một số cái loại mèo mà mình đang có. Đây, mèo. Đây, mèo các bạn. Bên mình có Scottish, mèo Anh lông ngắn. Đây cho các bạn coi. Mèo Anh lông ngắn, mèo Scottish bên mình có hết. Rồi. Thôi. Hung hăng. Đây. Có hết nè các bạn. Rồi, bé này nữa. Chưa kìa, bỏ chạy. Đây. Rồi. Thì ngoài ra bên mình còn bán rất là nhiều loại chó khác. Ví dụ như là chó Bích, Bull Pháp, Bull Anh, có cả Phốc Sóc, Samoy, Alaska, Husky, đúng không? Thì mình đây, hôm nay là mình có hai bé Samoy. Đây. Đây. Hai bé Samoy các bạn. Samoy. Wow. Hai bé Samoy. Đây. Mặt rất xinh các bạn. Mặt xinh lắm. Rồi, mặt cái này cũng vậy. Nó xinh khỏe, ăn nè các bạn, ăn nè, bụng bự mập à. Đó, rất là xinh. Rồi, các bạn nào muốn mua bé thì tới địa chỉ là 148 Nguyễn Trãi, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Các bạn nào mà ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship toàn quốc tất cả các bé này. Rồi các bạn nào mà có câu hỏi, bất cứ câu hỏi nào, anh ơi làm sao nuôi bé, cho bé ăn cái gì, thức ăn như thế nào, các bạn không còn mua ở mình thì các bạn cũng có thể comment ở phía dưới của video này. Bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn tất cả mọi thứ cho các bạn hoàn toàn miễn phí, đúng không? Rồi bên mình sau cái video này, bên mình có chương trình khuyến mãi giảm từ 500 tới 1,5 triệu với mỗi bé. Thì chương trình khuyến mãi mình sẽ để ở trong video này luôn. Rồi các bạn theo dõi video nha các bạn. Rồi chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.